Cô chào các em. Rất vui khi được đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Dục Đào tạo Quảng Nam tổ chức thực hiện. Hôm nay, các em sẽ tiếp tục được tìm hiểu các nội dung còn lại trong phần 6 tiến hóa của chương trình sinh học lớp 12. Trong chương 1, chúng ta tìm hiểu còn lại bài 31 tiến hóa lớn. Chương 2, sự phát sinh phát triển sự sống trên trái đất với nội dung của 3 bài. Bài 32, nguồn gốc sự sống. Bài 33, sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. Và bài 34, sự phát sinh loài người. Trước hết, các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung của tiến hóa lớn. Để làm rõ quá trình tiến hóa lớn, cô mời các em hãy quan sát sơ đồ phân ly tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại trên loài. Qua sơ đồ, các em có thể nhận thấy từ một loài gốc ban đầu, qua quá trình tiến hóa nhỏ đã hình thành nên những cái loài mới. Từ những loài mới này tiếp tục hình thành nên những loài con cháu theo con đường phân ly tính trạng. Và trong quá trình tiến hóa, có rất nhiều loài bị tiêu diệt và có những loài sống sót tiếp tục hình thành nên những loài mới. Như vậy, chung quy lại, tất cả các loài ngày nay trên trái đất có thể đã được phát sinh từ một nguồn gốc chung. Và nghiên cứu tiến hóa lớn cùng với phân loại đã xây dựng nên các đơn vị phân loại trên loài như là chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới và xây dựng dựa trên nguyên tắc. Các loài có những đặc điểm chung nhất sẽ xếp chung vào một chi. Những chi có đặc điểm chung nhất sẽ được xếp vào cùng một họ. Những họ có đặc điểm chung nhất xếp vào một bộ. Và những bộ có đặc điểm chung nhất xếp thành một lớp, một ngành và một giới. Như vậy, trong quá trình tiến hóa, chúng ta thấy rằng tốc độ tiến hóa giữa các nhóm loài là nó không đều nhau. Có những loài tiến hóa rất mạnh mẽ, phân hóa nội bộ hình thành lên rất nhiều loài con cháu theo hướng thích nghi. Tuy nhiên, vẫn có những loài ít biến đổi cơ thể hoặc đơn giản cấu trúc cơ thể nhưng vẫn tiến hóa theo hướng thích nghi. Như vậy, qua phân tích sơ đồ phân ly tính trạng và sự hình thành các đơn vị phân loại trên loài, chúng ta có thể kết luận như sau. Thứ nhất, tiến hóa lớn là nghiên cứu về quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài và mối quan hệ tiến hóa giữa các loài làm sáng tỏ sự phát sinh, phát triển của toàn bộ sinh giới trên trái đất. Kết luận thứ hai là nghiên cứu tiến hóa lớn kết hợp với phân loại đã giúp xây dựng được cây phát sinh chủng loại. Thứ hai, làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài. Và kết luận thứ ba, quá trình tiến hóa diễn ra theo hướng thích nghi tạo nên thế giới sinh vật vô cùng đa dạng. Và sự phát triển một loài hay một nhóm loài cũng có thể tiến hóa theo chiều hướng tiến bộ sinh học, thoái bộ sinh học hoặc là kiên định sinh học. Như vậy, các em đã biết, sự sống trên trái đất rất là đa dạng và phong phú. Vậy thì sự sống trên trái đất sẽ được phát sinh và phát triển như thế nào? Cô mời các em cùng tìm hiểu trong chương 2, sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất. Bài 32, nguồn gốc sự sống. Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, thì quá trình tiến hóa sự sống trên trái đất được trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tiến hóa hóa học. Giai đoạn thứ hai, tiến hóa tiền sinh học. Và giai đoạn thứ ba là tiến hóa sinh học. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, đây là giai đoạn có sự biến đổi về các hợp chất hữu cơ dưới sự tác động của các nhân tố tự nhiên. Cụ thể, từ những chất vô cơ đơn giản đã hình thành nên các hợp chất hữu cơ đơn giản và tiếp tục hình thành nên những chất đại phân tử hữu cơ. Ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai từ các đại phân tử hữu cơ và màng sinh học, hình thành nên những cơ thể sinh vật đầu tiên. Và giai đoạn thứ ba, tiến hóa sinh học, thì từ tế bào nguyên thủy tiếp tục hình thành nên cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Sau khi sự sống phát sinh, tiếp tục sẽ được phát triển như thế nào? Tiếp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của bài 33, sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. Một lớn, các em tìm hiểu hóa thạch và vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới. Để tìm hiểu hóa thạch là gì, các em quan sát hai hình ảnh về hóa thạch như sau.
Hóa thạch thứ nhất là hóa thạch bọ ba thùy, hóa thạch thứ hai là hóa thạch bò sát nguyên thủy. Cả hai loài này hiện nay đã bị tuyệt chủng và chỉ để lại những vết tích xưa kia của chúng trong lớp vỏ trái đất. Như vậy, hóa thạch chính là di tích của sinh vật để lại trong lớp đất đá của vỏ trái đất. Hóa thạch có những dạng nào? Để tìm hiểu rõ các dạng của hóa thạch, cô mời các em cũng tiếp tục quan sát các dạng hóa thạch sau. Thì hóa thạch có thể là những sinh vật hóa đá, các mảnh xương, mảnh vỏ của sinh vật hóa đá hoặc dấu vết sinh vật để lại trên đá. Ví dụ, dấu vết sinh vật để lại trên đá như là hóa thạch của dương sĩ. Những mảnh xương, ví dụ như hóa thạch của người tiền sử Lết Xê. Khi tìm thấy hóa thạch, thì các nhà khoa học cũng tiến hành xác định tuổi của hóa thạch bằng phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ carbon 14 hay là Urani 238. Mục đích của việc xác định tuổi của hóa thạch giúp xác định được những loài sinh vật nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. Và quan sát trên bốn loại hóa thạch này, các em thấy rằng đối với hóa thạch bọ ba thùy, khi xác định được tuổi hóa thạch, thấy rằng tuổi của hóa thạch bọ ba thùy có niên đại cách đây 468 đến 460 triệu năm. Đối với hóa thạch bò sát nguyên thủy, phát hiện có niên đại ở kỷ Bechmi và có độ tuổi từ 280 đến 270 triệu năm. Và với hóa thạch người tiền sử Lít Xi thì sống cách đây 3,2 triệu năm. Như vậy trong hóa thạch này chúng ta thấy rằng là hóa thạch bọ ba thùy có phát sinh trước so với hóa thạch bò sát nguyên thủy cũng như so với hóa thạch người tiền sử. Dạng hóa thạch thứ hai đó là xác sinh vật được bảo quản nguyên vẹn trong hổ phách. Như các em quan sát hình ảnh, hóa thạch của côn trùng được bảo vệ trong hổ phách một cách nguyên vẹn hoặc hóa thạch của voi ma mút cũng được bảo quản nguyên vẹn trong băng tuyết. Dạng hóa thạch thứ ba đó là hóa thạch sống. Hóa thạch sống được xem là một dạng hóa thạch mà từ khi hình thành cho đến ngày hôm nay, tổ chức cơ thể của nó giữ nguyên hoặc ít biến đổi. Ví dụ như hóa thạch ốc anh vũ, nó xuất hiện cách đây khoảng 500 triệu năm, tuy nhiên tổ chức cơ thể của nó vẫn không có biến đổi nhiều. Hoặc đối với thú mỏ vịt thì nó xuất hiện cách đây khoảng 170 triệu năm. Và đây là một loại thú đẻ trứng duy nhất còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Sau khi các em tìm hiểu xong khái niệm và các dạng hóa thạch, thì chúng ta thấy rằng hóa thạch có vai trò rất là quan trọng trong nghiên cứu lịch sử tiến hóa của sinh giới. Thứ nhất, hóa thạch được xem là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới. Thứ hai là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử của vỏ trái đất. Về phương pháp xác định tuổi hóa thạch, thì các nhà khoa học có thể xác định tuổi tương đối căn cứ vào các lớp trầm tích hay còn gọi là địa tầng. Thứ hai, xác định tuổi tuyệt đối thông qua đồng vị phóng xạ như carbon 14 hoặc Urani 238. Khi phân tích đồng vị phóng xạ carbon 14 giúp cho nhà khoa học có thể xác định được tuổi hóa thạch lên tới khoảng 75.000 năm. Và khi phân tích đồng vị phóng xạ Urani 238 thì giúp cho các nhà khoa học xác định được tuổi hóa thạch đến hàng tỷ năm. Nội dung tiếp theo, các em cùng tìm hiểu phần 2 lớn, lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. Một nhỏ hiện tượng trôi dạt lục địa, thì nội dung này theo hướng dẫn của bộ thì các em tự tìm hiểu ở sách giáo khoa. Phần 2 nhỏ, chúng ta tìm hiểu sinh vật trong các đại địa chất. Như vậy, để xác định được sinh vật trong các đại địa chất, thì các nhà khoa học đã dựa vào những đặc điểm về điều kiện địa chất của vỏ trái đất, cũng như những hóa thạch điển hình, đã chia lịch sử phát triển của trái đất thành các đại địa chất như sau. Thứ nhất, đại thái cổ. Đại tiếp theo là đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh và đại cuối cùng là đại tân sinh. Trái đất trong quá trình hình thành và tồn tại luôn biến đổi, đã gây nên những biến đổi mạnh mẽ về sự phân bố các loài trên trái đất, cũng như gây nên các vụ tuyệt chủng hàng loạt của các loài. Và sau mỗi lần tuyệt chủng hàng loạt, những sinh vật sống sót bước vào giai đoạn bùng nổ, phát sinh các loài mới và chiếm lĩnh các ổ sinh thái còn trống. Trong quá trình phát sinh phát triển của sinh vật trên trái đất, thì loài người phát sinh ở kỷ thứ tư của đại tân sinh. Để tìm hiểu quá trình phát sinh của loài người, thì cô mời các em tìm hiểu tiếp tục nội dung bài 34, sự phát sinh loài người.
phần một lớn quá trình phát sinh loài người hiện đại. Các nhà khoa học đã sắp xếp loài người hiện đại vào đơn vị phân loại như sau. Tên khoa học của loài người Homo sapiens thuộc chi Homo, họ người Hominidae, bộ linh trưởng Primate, lớp thố Mammalia, ngành động vật có giai sóng Chordata và giới động vật Animalia. Như vậy dựa vào bằng chứng nào các nhà khoa học đã sắp xếp loài người thuộc lớp thú và ngành động vật có xương sống? Thì để tìm hiểu rõ phần này, các em quan sát cho cô nội dung tiếp theo, phần một nhỏ bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người. Thì các nhà khoa học đã không ngừng tìm kiếm các bằng chứng chứng minh nguồn gốc loài người hiện đại. Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu bằng bằng chứng giải phẫu so sánh. Các em hãy quan sát cấu trúc bộ xương của ba loài, bộ xương ếch, bộ xương của dơi và bộ xương của người. Về cấu trúc bộ xương của ba loài, ếch, dơi và người, các em nhận thấy đều có cấu trúc tương ứng ba phần, xương đầu, xương cột sống và xương các chi. Bằng chứng giải phẫu tiếp theo, các em quan sát đó là cấu trúc bộ răng của tinh tinh và người. Thì cấu trúc bộ răng của tinh tinh và người cũng có nhiều nét tương đồng. Bộ răng phân hóa gồm có răng cửa, răng nanh và răng hàm. Và số lượng răng cũng có 32 chiếc. Chúng ta tìm hiểu một bằng chứng giải phẫu so sánh tiếp theo, đó là cơ quan thoái hóa. Nét thịt nhỏ ở khóe mắt của người là cơ quan thoái hóa và nó có nét tương đồng với mí mắt thứ ba của loài chim. Ruột thừa ở người là cơ quan thoái hóa, nó có nét tương đồng với manh tràng ở thỏ. Và một bằng chứng giải phẫu so sánh khác đó là hiện tượng lại tổ, chính là hiện tượng mang lại các đặc điểm tổ tiên xưa kia của loài, như người có đuôi, người có lông mao phủ khắp người. Như vậy từ những bằng chứng giải phẫu so sánh chúng ta có thể xác định được có nhiều đặc điểm giống nhau về các đặc điểm giải phẫu giữa người và động vật có xương sống, đặc biệt là với thú. Bằng chứng tiếp theo chúng ta cùng phân tích để tìm bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người, đó là bằng chứng phôi sinh học. Các em quan sát hình ảnh về các giai đoạn phát triển phôi của một số động vật có xương sống và quá trình phát triển phôi của người. Trong quá trình phát triển phôi của một số động vật có xương sống, các em quan sát đây là các giai đoạn phát triển phôi của người. Thì trong giai đoạn sớm của phôi người có khe mang, giống đối với cá. Và trong giai đoạn phôi sớm của người có đuôi, có lông mao bao phủ khắp người, giống với thú. Từ các bằng chứng về phôi sinh học có sự giống nhau về quá trình phát triển phôi giữa người và động vật có xương sống, và đặc biệt là với động vật có vú. Nội dung thứ hai, các em cùng tìm hiểu là các đặc điểm giống nhau giữa người và vượn người ngày nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm giống nhau thông qua các tiêu chí. Thứ nhất, về kích thước cơ thể. Thứ hai, cấu tạo bộ xương. Thứ ba, đặc tính sinh sản. Thứ tư, nhóm máu. Thứ năm, bộ gen. Và cuối cùng là tập tính. Các em quan sát về hình dạng và kích thước giữa người và vượn người ngày nay. Qua hình ảnh, các em thấy về hình dạng và kích thước của vượn người ngày nay cao gần bằng so với người khoảng từ 1,5 đến 2 mét. Và đối với vượn người ngày nay cũng có khả năng đứng được trên 2 chi sao. Về cấu tạo bộ xương giữa người và vượn người hiện đại có nhiều nét tương đồng. Về xương sườn thì có từ 12 đến 13 đôi xương sườn. Về cột sống, các đốt sống cùng thì có từ 5 đến 6 đốt sống cùng. Về cấu trúc của bộ răng cũng có 32 chiếc. Như vậy chúng ta có thể kết luận về đặc điểm giống nhau về kích thước cơ thể và cấu tạo bộ xương giữa người và vượn người ngày nay như sau. Kích thước cơ thể thì vượn người có kích thước cơ thể gần với người, cao từ 1,5 đến 2 mét. Cấu tạo bộ xương thì vượn người có bộ xương cấu tạo tương tự với người, với 12-13 đôi xương sườn, 5 đến 6 đốt sống cùng và bộ răng gồm 32 chiếc. Về đặc tính sinh sản thì cấu trúc nhau thai và tinh trùng của tinh tinh giống với cấu trúc nhau thai và tinh trùng của người. Và cả tinh tinh và người cũng mang thai ở trong chu kỳ khoảng
khoảng từ 270 đến 275 ngày và có chu kỳ kinh nguyệt cũng khoảng từ 28 đến 30 ngày. Như vậy về đặc tính sinh sản thì người và vượng người có sự giống nhau về kích thước, hình dạng tinh trùng, cấu tạo của nhau thai và chu kỳ kinh nguyệt. Về nhóm máu, vượng người đều có 4 nhóm máu và có hemoglobin giống người. Sau đây các em hãy phân tích cho cô bảng 34, mức độ giống nhau về ADN và protein giữa người và các loài thuộc bộ khỉ. Trước hết mình cùng phân tích về bảng phần trăm giống ADN của người với các loài thuộc bộ khỉ như sau. Đối với khỉ Galago thì tỷ lệ phần trăm giống với ADN của người là 58%, khỉ Campuchin giống 84,2%, khỉ Vervet thì giống 90,5%, khỉ Desus giống 91,1%, vượng Gibbon giống 94,7% và tinh tinh giống với ADN của người là 97,6%. Về số axit amin trên chuỗi beta hemoglobin khác biệt so với người thì các em thấy rằng ở tinh tinh trong 146 axit amin của chuỗi beta hemoglobin của người thì tinh tinh không có axit amin khác so với người. Đối với gorilla thì khác 1 trên 146 axit amin. Đối với vượng gibbon thì khác 3 trên 146 axit amin và khỉ rhesus thì khác 8 trên 146 axit amin. Như vậy, qua phân tích bảng về tỷ lệ phần trăm giống ADN với người với số axit amin trên chuỗi beta hemoglobin khác biệt so với người thì chúng ta thấy tinh tinh có mức độ giống nhau nhiều nhất với người so với các loài trong bộ khỉ. Từ đây, chúng ta có thể kết luận về điểm giống nhau giữa người và vượng người ngày nay về bộ gen như sau. Bộ gen của người giống với tinh tinh gần 98%. Về tập tính thì ở tinh tinh vẫn có những tập tính giống với người. Ví dụ như tinh tinh biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, giận dữ với các cá thể trong đồng loại. Như vậy về tập tính thì vượng người có một số tập tính giống người, biết biểu lộ tình cảm vui, buồn. Từ phân tích những đặc điểm giống nhau giữa người và vượng người ngày nay, chúng ta có thể kết luận những đặc điểm giống nhau chứng tỏ người và vượng người có nguồn gốc chung và có quan hệ họ hàng rất thân thuộc. Tuy nhiên, giữa người và vượng người ngày nay vẫn có những đặc điểm khác nhau. Đó là những đặc điểm nào? Các em quan sát bảng sau. Những điểm khác nhau giữa người và vượng người ngày nay. Chúng ta phân biệt về các đặc điểm khác nhau như sau. Thứ nhất, về cột sống thì vượng người ngày nay có cấu trúc cột sống hình chữ C, đối với người thì cấu trúc cột sống hình chữ S. Về xương chậu thì hình dạng cấu trúc xương chậu của vượng người ngày nay nó hẹp hơn so với người là rộng hơn. Về đặc điểm chân và tay thì vượng người ngày nay thì có ngón chân dài, ngón cái ấp vào các ngón còn lại, còn các ngón tay thì ít linh hoạt hơn. Còn đối với người thì ngón chân ngắn, ngón cái không ấp vào các ngón còn lại, ngón tay dài và linh hoạt. Về bộ não thì đối với vượng người ngày nay bộ não bé và ít nếp nhăn, còn đối với người thì bộ não có kích thước lớn và nhiều nếp nhăn. Từ những điểm khác nhau như thế, chúng ta có thể kết luận vượng người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người mà là hai nhánh phát sinh từ một nguồn gốc chung. Qua quá trình tìm kiếm các bằng chứng chứng minh nguồn gốc của loài người, các nhà khoa học đã xây dựng nên cây phát sinh chủng loại của bộ linh trưởng. Và từ đây chúng ta cũng có thể kết luận được rằng những đặc điểm giống nhau chứng tỏ người và vượng người có cùng nguồn gốc chung và có quan hệ họ hàng rất thân thuộc. Và tinh tinh có họ hàng gần nhất với người. Nội dung tiếp theo trong quá trình phát sinh loài người hiện đại là phần 3 nhỏ, các dạng vượng người hóa thạch và quá trình hình thành loài người. Thì nội dung này theo hướng dẫn của bộ thì các em cũng tự tìm hiểu sách giáo khoa. Sau khi phát sinh và phát triển, người hiện đại có nhiều biến đổi dưới sự tác động của các nhân tố tiến hóa. Như vậy, người hiện đại có những đặc điểm nổi bật nào? Thì chúng ta tìm hiểu qua phần 2 lớn, người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa.
Sau khi phát sinh và phát triển thì người hiện đại có nhiều biến đổi dưới sự tác động của nhân tố tiến hóa. Và người hiện đại có đặc điểm nổi bật như sau. 1. Não phát triển. 2. Cấu trúc thanh quản cho phép phát triển tiếng nói. Bàn tay có các ngón tay linh hoạt, giúp chế tạo và sử dụng công cụ lao động. 3. Kích thước cơ thể lớn hơn. 4. Con người ít phụ thuộc vào thiên nhiên. Và thứ 5. Có tuổi thọ cao hơn. Xã hội của loài người hiện nay khác xa so với xã hội loài người của hàng ngàn năm trước. Sự thay đổi về đời sống của người hiện đại có được chính là nhờ sự tiến hóa văn hóa. Sự tiến hóa văn hóa của xã hội của loài người hiện đại được thể hiện như sau. Từ chỗ sử dụng công cụ bằng đá thô sơ để tự vệ và săn bắn thú rừng, thì con người đã biết dùng lửa để nấu chín thức ăn, xua đuổi vật dữ. Sự tiến hóa văn hóa còn được thể hiện từ chỗ loài người ở trần lang thang kiếm ăn đã biết tạo ra quần áo, lều trú ẩn. Từ chỗ biết hợp tác với nhau trong săn mồi hái lượm đã chuyển sang trồng trọt, thuần dưỡng vật nuôi, dần dần phát triển nghề nông, làng mạc, đô thị hóa xuất hiện. Như vậy, nhờ có tiến hóa văn hóa mà con người nhanh chóng đã trở thành loài thống trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng rất lớn đến sự tiến hóa của loài khác và có khả năng điều chỉnh chiều hướng tiến hóa của chính mình. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài học. Để củng cố lại các kiến thức đã được học, mời các em trả lời cho cô các câu hỏi trong phần luyện tập sau. Câu số 1. Tiến hóa lớn là quá trình hình thành A. Loài mới, B. Các cá thể thích nghi, C. Các nhóm phân loại trên loài, D. Quần thể thích nghi. Như vậy với câu hỏi này, chúng ta chọn phương án đúng, đó là C. Tiến hóa lớn là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài. Câu hỏi số 2. Các đơn vị phân loại trên loài được sắp xếp theo trật tự đúng nào sau đây? A. Chi, họ, lớp, bộ, ngành, giới. B. Họ, chi, bộ, lớp, ngành, giới. C. Chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Và D. Chi, bộ, họ, lớp, ngành, giới. Và đáp án đúng trong câu hỏi này là các đơn vị phân loại trên loài được sắp xếp theo trật tự là chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Và các em chọn đáp án C. Câu hỏi số 3. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất diễn ra theo trật tự đúng nào sau đây? 1. Là tiến hóa hóa học. 2. Tiến hóa sinh học. 3. Tiến hóa tiền sinh học. Phương án A. Sắp xếp theo trật tự. 1, 3, 2. Phương án B. 2, 3, 1. Phương án C. 1, 2, 3. Phương án D. 3, 2, 1. Và phương án đúng trong câu hỏi này là quá trình phát sinh phát triển sự sống trên trái đất diễn ra theo trật tự tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Và đáp án đúng là A. Câu hỏi số 4. Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp? A. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. C. Di tích của thực vật sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong lớp than đá ở Quảng Ninh. Và D. Các axit amin trong chuỗi beta hemoglobin của người và tinh tinh giống nhau. Và câu 4 chúng ta chọn phương án C. Câu số 5. Khi nói về quá trình phát sinh loài người, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Vượn người ngày nay và loài người vừa có những đặc điểm giống nhau và khác nhau. B. Vượn người ngày nay và loài người tiến hóa theo hai hướng khác nhau từ một gốc chung. C. Tinh tinh là loài có quan hệ họ hàng gần với loài người nhất. D. Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của loài người. Câu hỏi này hỏi phát biểu nào không đúng thì phát biểu không đúng chính là phương án D. Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của loài người. Các em có thể tóm tắt nội dung của bài học hôm nay như sau. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất, chúng ta đã tìm hiểu xong về nguồn gốc của sự sống. Trải qua 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học,
tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Về sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các em tìm hiểu xong về các nội dung của hóa thạch. Thứ nhất là khái niệm về hóa thạch, thứ hai vai trò ý nghĩa của hóa thạch và thứ ba là phương pháp xác định tuổi của hóa thạch. Và đã phân chia được sinh vật trong các đại địa chất thành năm đại như sau: đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh và đại tăng sinh. Nội dung thứ ba trong sự phát sinh phát triển sự sống trên trái đất là sự phát sinh của loài người. Các em đã tìm hiểu được quá trình phát sinh loài người hiện đại qua bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người và các dạng vượng người hóa thạch. Và nội dung cuối cùng trong sự phát sinh của loài người, tìm hiểu nội dung người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa. Cảm ơn các em đã theo dõi nội dung bài học hôm nay. Chúc các em luôn mạnh khỏe và học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em trong những nội dung của bài học tiếp theo.